chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh TikTok Công Việc của chúng tôi. Nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và share và đừng quên nhấn subscribe đăng ký để nhận thông tin mới nhất trên channel nhé. Và sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn. Cú đúp của Lukaku và bàn thắng muộn của Rashford giúp Man United hòa PSG 3 đều sau 2 lượt trận nhưng vẫn giành vé vòng tứ kết Cúp châu Âu nhờ loạt bàn thắng trên sân khách. Hành quân đến Park the Princess với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, Man United buộc phải lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Đối khách bất ngờ được chủ nhà PSG tặng quà ngay ở phút thứ 2 sau trẻ Thilo Kehrer có đường truyền về bất cẩn tạo cơ hội cho Lukaku băng xuống, đi bóng vượt qua cả Thiago Silva lẫn Buffon trước khi dứt điểm vào khung thành trống, đưa MU vượt lên dẫn trước. PSG cũng nhanh chóng xốc lại đội hình và chỉ mất 10 phút sau để có bàn gỡ hòa. Mbappe tận dụng tốc độ phá vẫy việt vị trước khi căng ngang cho Jean Bernard để bóng cận thành đưa trận lượt trở về vạch xuất phát. Những phút tiếp theo chứng kiến sự vượt trội của chủ nhà, hàng thủ số đông của MU bất lực trong việc phong tỏa Mbappe. Bernard, Mbappe, Di Maria thay nhau bắn phá khung thành của De Gea nhưng không thể giúp PSG gia tăng cách biệt. Trong khi hàng công còn đang loay hoay tìm bàn thắng, hàng thủ PSG tiếp tục mắc sai lầm. Gianluigi Buffon không thể bắt dính cú sút đập đất của Rashford. Lukaku nhanh chân băng vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách MU ở phút thứ 30. Thời gian còn lại của hiệp 1, PSG không dám đẩy cao đội hình tấn công. Thế trận cân bằng được duy trì và MU bước vào giờ nghỉ với lợi thế một bàn dẫn trước. Thế trận vẫn thuộc quyền kiểm soát của PSG trong hiệp 2. Cơ hội liên tục đến với Di Maria, Mbappe, nhưng ngay cả khi trước mặt chỉ còn thủ môn De Gea, hàng công của nhà đơn kim vệ Nick Young cũng không thể tận dụng. Khung khổ một lần nữa cứu thua cho Quỷ Đỏ sau cú sút của Jean Bernard. Kịch tính được đẩy lên ở những phút cuối trận, Man United được hưởng quả penalty sau khi VAR xác định Kim Pepe để bóng chạm tay sau cú sút của Dalot trên chấm 11m. Marco Rashford bình tĩnh đánh bại Gianluigi Buffon, nâng tỷ số lên 3-1 cho MU. Trận đấu có đến 9 phút bù giờ, PSG nỗ lực nhồi bóng vào vùng cấm Man United nhưng không hiệu quả. Tiếng còi của trọng tài vang lên cũng là lúc đoàn quân của Ruben Tuchel gục xuống. PSG hòa MU 3 đều sau 2 lượt trận nhưng vẫn phải nhìn đối thủ vào tứ kết vì loạt bàn thắng sân khách. Tiền đạo Romelu Lukaku bất ngờ có được món quà từ các cầu thủ PSG và anh dễ dàng ghi bàn sau khi vượt qua thủ môn Gianluigi Buffon. Bước vào lượt trận về với tâm thế của kẻ bám đuổi, Manchester United rõ ràng cần phải ghi bàn trước nếu muốn tạo ra một thế trận dễ thở hơn trước Paris Saint-Germain. Và ngay cả khi khán giả chưa ngồi ở chỗ, đội khách đã có một bàn mở tỷ số từ Lukaku. Ngôi sao người Bỉ tận dụng sai lầm của các cầu thủ phòng ngự PSG và đi bóng vượt qua cả thủ thành dày dặn kinh nghiệm Buffon để rồi mở điểm ở giây thứ 111. Man United bất ngờ vượt lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả ai chứng kiến cuộc đụng độ Stade de France. Phong độ của Lukaku thực sự đang ở mức đỉnh cao và theo Otaro, pha lập công của cầu thủ 25 tuổi là bàn thắng nhanh nhất của Man United tại Champions League kể từ thời điểm Wayne Rooney sang đến Bayern Munich sau 63 giây bóng lăn vào tháng 3 năm 2010. Sau khi Marcus Rashford ghi bàn đưa MU dẫn trước 3-1, Neymar ngồi ngoài khu vực khán đài tỏ vẻ hoảng hốt và không tin PSG đã bị loại khỏi Champions League mùa này. Khi trận đấu trôi về cuối, MU dẫn PSG 2-1 nhờ cú đúp từ Romelu Lukaku. Nếu Quỷ Đỏ ghi thêm một bàn, PSG sẽ bị loại vì loạt bàn thắng sân khách. Và đúng lúc này, tình huống chạm tay tai hại của Brazil Kimpembe khiến chủ nhà chịu quả penalty trên chấm 11m, Marco Rashford không mắc sai lầm nào. Sau cú sút thành bàn của Rashford, ống kính truyền hình bắt gặp cảnh Neymar tỏ vẻ hoảng hốt và không hiểu chuyện gì xảy ra với PSG. Tiền đạo người Brazil không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nên bất lực nhìn các đồng đội Angel Di Maria, Kylian Mbappe và Thiago Silva sụp đổ trên sân nhà. Trước trận lượt về vòng 16 đội Champions League 2018-2019, PSG có lợi thế cực lớn để đi tiếp khi thắng Manchester 2-0 ở Old Trafford. Về tương quan lực lượng, đội chủ sân công viên Quốc Hoàng Tử cũng chiếm thế áp đảo vì đối thủ mất đến 10 trụ cột. Mặc dù vậy, điều không tưởng đã xảy ra vào MU vào tứ kết nhờ loạt bàn thắng sân khách. Thêm một lần nữa, gã nhà giàu nước Pháp tan mộng vô địch Champions League vì trận thua khó hiểu. Ở mùa giải 2016-2017, PSG dẫn trước Barcelona 4-0 trên sân nhà. Thế nhưng ở lượt trận về tại Nou Camp, PSG gục ngã vì thất bại thảm hại 6-1. Ở Champions League 2017-2018, PSG không thể đánh bại Real Madrid tại vòng 16 đội. Trong thời điểm PSG cần Neymar nhất, thì anh không thể xỏ giày ra sân vì chấn thương. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, toàn bộ cầu thủ PSG đổ gục xuống sân. Riêng trung vệ Kimpembe không kìm được nước mắt vì phạm sai lầm tai hại. Thất bại của PSG có một phần lỗi của Buffon khi anh không xử lý tốt ở tình huống Lukaku nâng tỷ số lên 2-1 cho MU. Người hâm mộ MU phát cuồng vì màn trình diễn của tiền đạo Romelu Lukaku ở trận đấu với PSG tại sân công viên Các Hoàng Tử. Trên thực tế, cả hai bàn thắng một ngôi sao người Bỉ ghi được vào lưới thủ môn Gianluigi Buffon đều xuất phát những sai lầm cá nhân các cầu thủ chủ nhà Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, khả năng trước thời cơ của Lukaku rõ ràng đã giúp Man United cởi bỏ được áp lực. Bàn mở tỷ số thể hiện sức rượt tuyệt vời của tiền đạo sinh năm 1993, trong khi Lukaku đóng vai Javier Hernandez Chicharito để ập vào đá bồi bàn thắng, nâng tỷ số lên 2-1. Đây là điều trái ngược với những gì mà chúng ta từng chứng kiến về anh thời gian qua.
Phong độ đạt cực đỉnh của Lukaku đã khiến người hâm mộ Man United phát cuồng và họ đổ xô lên mạng xã hội để ca ngợi và nói rằng không thể thở vì hai bàn thắng đó cực cựu ngôi sao Everton. Dưới đây là những bình luận tiêu biểu: hãy chết vì United, tôi có thể kiếm được 300 lượt thích cho nhà vua Lukaku không? 6 bàn thắng trong 3 trận, cho tôi xin 100 lượt thích cho anh ấy đi. Chúng tôi đang xem ở nhà và thậm chí không thể thở nổi vì màn trình diễn của nhà vua Lukaku. Tôi hy vọng tất cả hãy cho anh ấy sự tôn trọng sau trận đấu này. Lukaku đã khiến những ai chỉ trích mình phải ngậm miệng. Tôi không thể thở nổi. Bàn thắng đẹp từ Lukaku. Anh ấy đã trở lại đúng phong độ. Anh ấy thực sự trở lại. Tôi yêu anh ấy. Để có thể trở lại Premier League thi đấu, Bale đã phải đồng ý cắt giảm một nửa hoặc 2/3 tiền lương anh đang nhận ở Real Madrid. Phong độ kém cỏi khiến Bale mất suất đá chính và liên tục bị người hâm mộ la ó mỗi khi vào sân. Theo một chương trình khảo sát, có tới 87% cổ động viên Real muốn bán ngôi sao người xứ quê vào cuối mùa giải. Theo truyền thông Tây Ban Nha, chủ tịch Florentino Perez cũng đã hết kiên nhẫn và sẽ tao bán Bale vào mùa hè. Tuy nhiên, Los Blancos sẽ không dễ để tìm được đối tác bởi ngoài mức phí phá vỡ hợp đồng 150 triệu bảng, tiền lương là 650.000 bảng một tuần của cầu thủ 29 tuổi cũng là một rào cản lớn đối với các đội bóng muốn có anh. Hiện ba đội bóng Anh gồm MU, Chelsea và Tottenham đều đang theo sát tình hình của Bale. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ đồng ý ngồi vào bàn đàm phán nếu ngôi sao xứ quê chịu giảm lương. Đặc biệt, hai đội bóng thành London luôn tuân thủ nghiêm ngặt cấu trúc lương của họ. Nếu hoàn thành hợp đồng đến hè 2022 cùng Real, Bale sẽ bỏ túi khoảng 100 triệu bảng tiền lương. Nhưng nếu đồng ý trở lại một trong ba đội bóng Anh, cầu thủ chạy cánh 29 tuổi sẽ phải cắt giảm một số tiền rất đáng kể. Trong trường hợp đến MU, Bale được cho là sẽ hưởng lương ngang bằng với Alex Sanchez 500.000 bảng một tuần. Khi đó, cựu cầu thủ Tottenham sẽ kiếm được khoảng tiền 80 triệu bảng cho 3 năm tới. Nếu đến Chelsea, Bale cũng chỉ có thể nhận được mức đãi ngộ 290.000 bảng một tuần, tương đương với thu nhập của Kante, người đang hưởng lương cao nhất sân Stamford. Tính ra ngôi sao xứ quê sẽ bỏ túi khoảng 45 triệu bảng cho bản hợp đồng đến năm 2022. Còn nếu đồng ý trở lại đội bóng cũ Tottenham, Bale cùng lắm cũng chỉ có thu nhập ngang với Harry Kane 200.000 bảng một tuần. Như vậy, Bale chỉ kiếm được khoảng 31 triệu bảng cho 3 năm tới, ít hơn cả số tiền anh kiếm được Real trong một năm. Jose Mauricio Pochettino của Tottenham đã bị cấm chỉ đạo 2 trận sau khi có hành động không đẹp với trọng tài Madian. Sự việc xảy ra vào cuối trận khi huấn luyện viên Mauricio Pochettino tỏ ra bất mãn với nhiều phán quyết từ trọng tài Madian, bao gồm tình huống Chamberlain hưởng quả phạt góc dẫn đến bàn thắng mở tỷ số. Ở trận diễn ra vào ngày 23 tháng 2, Tottenham dù có được bàn gỡ hòa của Harry Kane nhưng chung cuộc vẫn để thua 1-2 trước chủ nhà Burnley. Sau trận đấu, Pochettino đã xin lỗi vì sự nóng giận của mình đối với cách điều hành trận đấu của trọng tài Madian, song FA xác nhận vẫn sẽ vào cuộc điều tra. Khi đó, FA tuyên bố Pochettino sẽ có thời hạn tới 18 giờ ngày 28 tháng 2 để kháng án. Và Pochettino không thành công, mới đây FA xác nhận Pochettino sẽ bị cấm chỉ đạo 2 trận kèm theo khoản tiền phạt 10.000 bảng do có hành vi khiếm nhã với Dean. Án phạt này được thực hiện lập tức và Pochettino sẽ không xuất hiện ở hai trận đấu sắp tới của Tottenham gặp Southampton ngày 9 tháng 3 và Liverpool vào ngày 31 tháng 3. Rạng sáng ngày hôm qua ngày 6 tháng 3, Tottenham đã đánh bại Dortmund với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Kane. Đánh bại đại diện nước Đức với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận, Tottenham đã lọt vào tứ kết Champions League. Thất bại cay đắng trước Ajax Amsterdam đã khiến ban lãnh đạo Real Madrid buộc đưa ra phán quyết về tương lai của Santiago Solari theo Goal. Trên thực tế, chiến lược gia người Argentina chỉ mới tuyết quản Los Blancos vào tháng 10/2018 từ vị trí tương tự ở đội trẻ thay cho cựu thuyền trưởng Julen Lopetegui. Nhưng theo The World, huấn luyện viên trẻ Santiago Solari sẽ không làm việc ở Bernabeu lâu hơn nữa. Ấn phẩm uy tín này đưa tin rằng Real Madrid đã quyết định việc Solari sẽ không phụ trách vị trí huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bắt đầu từ mùa giải 2019-2020 và chủ tịch Florentino Perez cũng đang cân nhắc chính xác thời điểm nào sẽ sa thải chiến lược gia người Argentina. Các cầu thủ ở đội 1 Real Madrid đã hoàn toàn mất tinh thần và niềm tin vào ông thầy này sau thất bại cay đắng trước Ajax tại Champions League. Hơn thế nữa, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng bị loại khỏi Copa del Rey và gần như bị cho ra rìa ở La Liga mùa giải chỉ sau vỏn vẹn 8 ngày. Như vậy, ban lãnh đạo đội bóng hoàng gia sẽ phải tính đến phương án thay thế Solari. Nếu họ sa thải ông ngay lập tức, nhiều khả năng Jose Mourinho sẽ trở lại Bernabeu sau 6 năm, trong khi Antonio Conte có thể là tân thuyền trưởng của Real Madrid vào mùa hè. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé.